muốn từ bộ phim này dành tặng cho 200 năm trước ở biên giới Hồ Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên những anh hùng dân tộc trong cuộc nổi dậy của Miêu tộc. Xin tổ tiên sớm hiển linh là có một vị tổ thần sắp thác sinh, chú Long Đặng. Si Vu tổ thần sắp xuất hiện và thác sinh rồi, Thập Tam Bảo trở về, người Miêu bắt đầu nổi dậy, coi anh ấy là vua, người suy nghĩ thế nào? Ta lớn tuổi rồi, hãy làm theo ý của người và các vị trưởng thôn. Nhạc phụ đại nhân, nếu như ông trời đã sắp xếp đại thần Si Vu thác sinh vào gia đình, người làm Miêu vương, thêm nữa người có thâm niên cao nhất trong số các trưởng làng, khi tổ thần Si Vu thác sinh, người nhanh một bước, những người khác sẽ không có lý do để không nhận ổn sược. Ta có thể đi cướp ngôi sao, thứ ngu ngốc. Quan binh triều đình cũng khó có thể đánh bại. Miêu vương giáng trần, Si Vu thác sinh, hãy truyền lệnh cho người Miêu. Hãy truyền lệnh cho người Miêu. Si Vu tổ thần hiển linh, sáng thông minh đăng, giết quan binh cúng tế chúng sinh, lấy lại thái bình cho đất Miêu. Miêu vương đã tới, ta tới đây. Trời xanh đã thấu, quan phủ nhiều đất, buộc nhân dân ta nổi dậy, các vị thần hiển linh, tin tưởng Thạch Tam Bảo tôi xưng vương, khi còn trẻ ta đã làm quân vương ba cõi. Xin tổ thần phù hộ, chống lại nhà Thanh loại bỏ quan binh, lấy lại ruộng đất, lập lại hòa bình, cứu khổ cứu nạn. Cứu khổ cứu nạn.
Miêu Vương tới rồi, chống nhà Thanh diệt quan binh, lấy lại ruộng đất, lập lại hòa bình. Trời xanh có mắt, Si Vưu hiển linh, Thạch Vương xuất thế, mọi người là hạ thần, sống chết không sợ. Hắc Miêu làm chứng, nếu như sao, muôn đời diệt vong. Nếu như muôn đời diệt vong, các vị thủ lĩnh uống máu minh ước, uống máu minh ước. Mèo có mắt, thần có hồn, tôi cùng anh em sống chết cùng nhau, uống máu ăn thề. Làm người phải ngay thẳng, làm ma không cúi lưng, làm người phải ngay thẳng, làm ma không cúi lưng. Thạch Vương tiếp kiếm. Thạch Vương có lệnh tập hợp tất cả quân đội và lương thực, chuẩn bị đầy đủ kiếm giáo, lắng nghe mệnh lệnh, lắng nghe mệnh lệnh. Càn Châu là nơi chiến lược quân sự. Chiếm Càn Châu, các tuyến đường Đông Tây của chúng ta sẽ được kết nối thành một. Nhưng việc trọng đại, cần suy nghĩ cẩn trọng, phải nhanh tay hành động. Một khi tin tức bị rò rỉ, sẽ rất bất lợi cho cuộc nổi dậy. Chú Long Đặng, người có ý khác? Không có. Ta muốn biết liệu có chắc chắn chiến thắng không? Hãy nghe lệnh của Thạch, nói đi, tấn công thế nào? Còn 5 ngày nữa là ngày rằm tháng giêng, cơ hội đại cát. Lại là ngày thượng thọ thẩm phán Tống Như Xuân, cũng là cơ hội để chúng ta tới góp vui. Vào ngày này, tiếng trống là lệnh, phát động tấn công. Anh Bác Nguyệt hãy nói về cuộc tập kích. Mọi người nhìn, đây là bản đồ thành Càn Châu. Đây là cửa đông, đây là cửa nam. Bố người cùng ba anh luôn nói chân con không tốt. Nhưng con có thể làm bất cứ điều gì, võ công cũng không tệ, là rất có khả năng. Nếu không ta sẽ không thể ăn được những con cá tươi ngon như vậy. Ta cùng các anh sẽ đi Càn Châu. Ta không ở đây. Con có thể làm theo lời ta dặn không? Con biết. Mẹ mất sớm. Bố thương con. Bố, cho con đi cùng, đừng để con ở lại. Không được, không may gặp chuyện. Bố, con lớn rồi, có thể giúp bố, cho con đi cùng. Bác Nguyệt ở nhà không? Chú Long Đặng mời ngồi. Tiểu Tứ sao vậy? Chú Long Đặng, bọn họ đều không thích cháu, đi đánh Càn Châu, lại bỏ cháu ở lại một mình, nhóc con đừng để ý nó, mời ngồi. Đình Anh hiểu chuyện, tốt hơn lão quan nhà ta nhiều rồi, đồng ý với nó đi theo ta. Chú, con nhất định sẽ cố gắng. Bác Nguyệt, mẹ của đứa nhỏ đã mất nhiều năm. Sao người không đi tìm Văn Anh? Các người là bạn từ nhỏ, cô ấy luôn quan tâm đến ngươi. Nói thế nào? Kể từ khi người đàn ông của cô ấy chết, ta đã không gặp cô ấy. Nghe nói cô ấy ở ngoài núi. Đợi đánh trận kết thúc rồi nói. Cũng được. Trước đây luôn nghe người trong vùng nói, lần này ta sẽ làm chủ cho hai người. Nếu thật sự có ngày đó, cả hai chúng tôi phải cảm ơn chú thật nhiều. Chú Long Đặng, chú tới có việc gì sao? Ban đầu ta định tới giúp ngươi làm quen với binh thư. Có dũng có mưu, xứng đáng làm vua. Nhưng hôm nay ta thấy người chân thành giúp đỡ Thạch Tam Bảo, cũng làm ta yên tâm hơn. Nhưng Thạch Tam Bảo, Tam Bảo là người đầu tiên, lại dũng mạnh, cả làng đều vâng lệnh. Ta sao có thể không giúp anh ấy? Người từ tâm đồng ý hắn, đồng ý.
nếu thắng sẽ đưa anh ấy lên ngai vàng. Nếu bại cùng anh ấy lên đoạn đồ đài. Được, được. Bác Nguyệt ta lập tức về làng chuẩn bị. Tuân theo mệnh lệnh của Thạch Vương, hẹn gặp ở thành Càn Châu. Được. Đi thôi, đi thôi. Tôi đi lên núi nhặt đồ. Người hãy thử xem, cũng tốt đó. Đi uống nào. Cha bọn họ vào thành rồi. Mọi người đã sẵn sàng theo kế hoạch. Thạch Vương cũng đã tới ngoài cửa nam. Ngươi cùng những người khác đã sắp xếp xong rồi. Vậy hãy đi đi. Hãy nhớ các người hành động trước. Một khi quan binh cắn câu sẽ bị chúng ta nuốt chửng, lập tức đánh trống phát lệnh. Vâng, con nghe lệnh. Tuân lệnh. Cha còn con, đừng vội. Đình Ngọc. Con hãy lập tức tới chỗ Thạch Vương. Anh ấy là người vội vàng, ta sợ anh ấy sẽ vội vàng vào cửa nam. Đợi chút. Đừng bất cẩn. Cha con là con thứ hai của cha, không phải kẻ ngốc. Đinh Nghị. Cha con có thể vào thành chưa? Đi đi hãy nhớ. Đợi tín hiệu đốt pháo của ta. Nhất định không được hấp tấp. Vâng. Đình Anh, việc của con. Chờ cho đến khi trận chiến kết. Bố. Bố nghĩ gì vậy? Con chỉ nhìn thấy Tam Ca và sao. Bọn họ rất tình cảm. Thật ra làm đàn ông, vì thiên hạ trước, không thể có tình cảm nam nữ dài lâu. Đây không phải là điều cha thường nói sao? Đình Anh lần đầu đi đánh trận, nhất định phải cẩn thận. Nhớ kỹ, không nên phô trương. Nhớ rồi cha. Đừng quên, ta còn phải tìm vợ cho con. Cha. Các người tới trước rồi. Chú Long đằng sau rồi. Cửa đông này tất cả phụ. Đừng lo lắng, mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ chờ lệnh thôi. Chú Long đặng, ta cũng đã sẵn sàng. Người xuống lệnh thôi. Được. Theo kế hoạch của chúng ta, ta sẽ vào thành trước. Được. Hôm nay là đại nhận 60 thượng thọ. Năm nay cũng là kỷ niệm 60 năm hoàng thượng lên ngôi. Song hỷ lâm môn. Có sư tử biểu diễn không? Có, thưa đại nhân. Nào mừng thọ đại nhân. Lưu Trúc Ngọc đưa người tới rạp xiếc rồi. Được, hãy cẩn thận. Chú ý bên phải. Các vị xin chào. Đại quý trước kho đạn không ngăn cản được người dân. Nhanh nhanh đi tìm người dẫn người dân đi chỗ khác. Hãy nhìn xem. Đại nhân, ngoài cửa bắc có nhóm người tranh giành đồ ăn đánh nhau rồi. Là tặng hoàng lương sao? Là như vậy, nô tài đã cho người mang hoàng lương vào rồi. Cẩn trọng hành động. Đi xem nếu ngoài thành có động tĩnh, lập tức phát tín hiệu. Không sai, tiểu nhân dùng mạng sống để đảm bảo. Vậy được, ngươi dẫn người đi một chuyến. Vâng. Muốn sống sót. Vâng. Cảm ơn.
là cô ta nhanh bắt cô ta lại. Nhanh! Nhanh đánh trống thông báo. Đi nhanh. Không xong rồi, có chuyện gì? Nhanh đi theo ta. Nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh. Bắt lấy hắn. Nhanh thông báo cho chú Bác Nguyệt. Ngươi nhanh đi. Chạy hướng nào? Nhanh. Hãy tới đây nhanh. Nhanh phát tín hiệu. Tạo phản rồi, Miêu Tử tạo phản rồi. Cái gì? Nhanh thông báo Giang Tu An Cảnh quay lại. Lập tức đóng cổng thành. Nhanh đóng cổng thành. Đóng cổng thành, Miêu Tử tạo phản rồi. Nhanh. Nhanh nhanh lên. 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 Chuyện gì đã xảy ra? Nhanh các anh em, nhanh cùng ta tới kho đạn. Nhanh nhanh. Đi nhanh. Đi nhanh. Chạy nhanh. Tiểu thư, người nhanh đi. Dừng lại, đuổi theo. Lối này. Đa tạ tiểu thư giúp đỡ. Ngày sau hậu tạ. Tiểu thư, ta thành tiểu thư rồi. Nhanh. Ở đâu nhanh? Các ngươi định làm gì? Định làm gì? Định làm gì? Giết ngươi. Ta không làm gì. Nhìn ngươi không phải tốt lành gì. Anh định nghị, anh định nghị ở đâu? Cứu mạng, tới cứu mạng. Sao 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 sao? Đang làm gì? Ta đến đây. Tiểu thư, cô sao rồi? Có bị thương không? Nhanh đi thôi. Tiểu thư. Cái gì tiểu thư? Ta là hát kịch. Nam nhân giảng nữ nhân, gọi ta là khôn rác. Nữ anh hùng. Võ công của cô thật lợi hại. Có thể truyền cho ta không? Bây giờ không thể. Đợi đến khi chúng ta chiếm được qua rồi. Đợi chút ta đi cùng cô. Chỉ cần không sợ chết là được. Ta không sợ chết. Đi. Lên lên lên. Lão quan, ngươi đi phá cổng thành, ta dẫn đoàn xe vào thành. Vâng thưa cha, đi theo ta. Chú Long đặng ta đi. Không được quá nguy hiểm. Ngươi ở đây chặn quân lính, không được tiến lên. Lên, đi. Nhanh lấy gỗ đập cổng thành. Vâng. Nhanh lên mang qua đây. Nhanh lên nhanh lên. Nhanh bắn nhanh bắn. Dừng lại. Là ai? Nhanh mở cửa thành. Tống đại nhân có lệnh. Không có lệnh của đại nhân. Không mở cửa. To gan. Không thấy tuần phủ đại nhân đến sao? Còn không mở cổng. Ta chém đầu nhà ngươi. Nhanh mở cửa. Vâng đại nhân. Lên. Lên lên. Đừng quan tâm tôi, nhanh.
lên. Đình Anh cẩn thận. Nhanh bắt thang. Lên. Nhanh nhanh. Nhanh. Nhanh lên. Thạch Vương vào cổng Nam rồi, chúng ta thắng rồi. Lên. Các đồng bào lên. Tránh đường. Đình Anh. Đình Anh, ngươi không thể. Ta không sao. Đình Anh. Đình Anh, người đâu? Bác Nguyệt Đình Anh vì ta, nó. Cha, con cần gì? Chiến thắng rồi. Con cần bắn pháo. Đúng đúng, chúng ta chiến thắng rồi. Đánh trống bắn pháo. Khảng khái tiễn tộ Lục Thập Xuân. An Quốc Tề Gia thẹn vô thành. Hổ Phu Tây Nam Tư Dũng Tương. Nhi tức mẫu bối Tiếu Du Vấn. Hoàng thượng, người càng tuổi về già, ngòi bút viết càng có sức mạnh. Nô tài nghĩ, người suy nghĩ quá sâu sắc, sẽ tổn hại tới long thể. Già rồi, ngòi bút di chuyển, các góc đều tròn rồi. Hoàng thượng Phúc Khang An, Phúc Trung Đường tới. Đến nhanh quá. Gọi hắn vào đây. Hoàng thượng có lệnh. Phúc Khang An tham kiến. Thần Phúc Khang An kiến giá đến trễ. Bình thân ban ngồi. Tạ Hoàng thượng. Nhất lộ phong trần. Vất vả rồi. Chia sẻ nỗi lo là trách nhiệm của thần. Không dám nói hai chữ vất vả. Tình hình ở Tây Nam thế nào? Nhờ long ơn hoàng thượng, đại cuộc đã định. Long uy là hư không, sức mạnh của quân binh là thực, không dám. Thần nghe nói ở Hồ Nam và Quý Châu miêu tộc đang nổi loạn, Càn Châu đã thất thủ. Hạ thần bất lực, sẵn sàng dẫn quân về phía đông, đánh bại miêu tộc ngạo mạn, trẫm đang vì việc này lo lắng. Những năm này không ngày nào không chinh chiến.
trẫm không muốn người thêm lao lực. Bất lực trận chiến này Phú Trung Đường, ta đã đề cử ngươi theo anh ấy. Ngươi hiểu gì? Bảo vệ anh ấy như bảo vệ hoàng thượng. Ngươi không thấy bài thơ vừa viết sao? Đó là Bạch Đầu Cát, bài thơ cổ bảy chữ. Nói thế nào, nghĩa là mỗi chữ đầu của bài thơ đều ẩn chứa những tâm tư bên trong. Vậy mỗi câu đầu là Khang An Hổ Nhi. Xem ra hoàng thượng vẫn chưa quên tình cũ. Tình cũ Phúc Trung Đường là không nói hàm hồ, cẩn thận chém đầu. Lần này hoàng thượng để 7 phần quân mã cho vi thần thống lĩnh. Thần sẽ sớm bình định miêu tộc ngang tàn. Kiêu binh ác bại, ngươi phải nhớ. Hoàng thượng anh minh, Hà Lâm là phụ, Phú Ninh là tiên phong. Ngươi xem thế nào? Hà Lâm là người ngang ngạnh, giải quyết công việc quá khoa trương, Phúc Ninh cũng khó đảm nhận trọng trách. Là người phải biết tin tưởng mọi người. Hoàng thượng anh minh, đây là linh vật ta luôn mang theo bên người, ban cho ngươi sẽ bảo vệ ngươi. Tạ hoàng thượng ban ơn, ngươi thấy không? Đó là di vật của mẹ ruột Phú Trung Đường. Còn không đi nhanh. Hoàng thượng tiểu thần nguyện theo sau, bảo vệ Phúc Trung Đường. Ngươi nghĩ sao? Không dám. Thần muốn đi ngày đêm để về doanh trại, sớm ngày bình định miêu tộc, báo chiến thắng cùng hoàng thượng. Thần cáo từ. Hoàng thượng hãy yên tâm, Phúc Trung Đường lần này đi chắc chắn sẽ chiến thắng trở về. Mong là như vậy, ngươi đi theo Phúc Khang An. Ghi nhớ hãy luôn theo sát anh ấy. Tạ hoàng thượng long ơn. Đi nhanh, chị. Không không, chị gái Miêu, ta nói sao người càng ngày càng lợi hại vậy? Đình Ngọc đại ca, người đàn ông này lén lén lúc lúc ở ngoài làng, bị ta và chị Thạch bắt lại, quỳ xuống. Gián điệp? Là gián điệp phải không? Hãy hỏi cặn kẽ. Tôi không phải gián điệp. Tôi thực sự không phải gián điệp. Thả hắn ra. Nói. Ngươi là ai phái tới? Không nói ta chặt đầu. Ta chặt đầu. Tôi nói. Tôi là không không. Tôi không phải gián điệp. Tôi là diễn viên. Không nói sự thật. Chính là hắn. Ngươi nói hay không? Chờ chút. Tôi gặp mọi người trên đường, đều nói người miêu thiện ác phân minh. Chống áp bực giúp người thiện. Không ngờ rằng lại thế này. Được rồi, muốn giết thì giết. Mời. Đại ca hãy buông tay. Ta biết anh ấy. Miêu huynh đệ nữ anh hùng là các người. Sao ngươi đến được đây? Đừng nhắc nữa. Đoàn kịch của tôi đã tan rã rồi. Tôi đang đi tìm họ. Trên đường đi tôi nhìn thấy Quan Phủ đang chiêu binh mãi mã. Tứ Xuyên cũng dương cơ chống lại nhà Thanh. Bây giờ chiến tranh khắp nơi. Quan Phủ chiêu binh mãi mã. Điều này rất quan trọng. Đình Lễ, Đình Nghĩa lập tức báo cáo Thạch Vương, nhanh chóng nghe ngóng tình hình. Vâng đi. Liêu Trúc Ngọc, người hãy sắp xếp cho vị người Hán này đi theo tôi. Ông diễn viên, tôi là ông. Tôi là ông đa tạ. Giang bên lầu trước ải tường.
khổ qua ti qua tài hai hàng. Lương cực khổ qua khổ tư muội. Muội cực ti qua tư lệnh lang. Cách hồ nghe muội vang tiếng hát. Tâm tưởng qua hồ nước quá sâu. Biến thành đại bàng không có cánh. Biến thành cá chép lại không có lân. Chị đáp anh ấy mấy câu. Trong núi lá cây xếp từng tầng. Hỏi người có biết thổi hay không? Nếu anh thổi được lá bay. Chỉ động lá không động môi. Thường trong núi xanh và thung lũng. Trong núi lá cây đều có thể thôi. Thổi bay là cây muội tâm túy. Nhất đầu tài đảo Lương Hoài Trung. Dương Tước Đề kêu báo Tảo Xuân. Quạ kêu thật khó chịu. Như cây gai đắng trong vườn. Lãng phí dầu và muối của tôi. Cô giỏi Lưu Trúc Ngọc. Cô chế nhạo tôi sẽ không tha cho cô. Cẩn thận. Nhanh tới đây. Nhanh cứu tôi. Tôi không biết bơi. Nhanh cứu tôi. Đừng vội đừng sợ tôi đến đây. Đừng sợ tôi đến đây. Chú ý mọi người lắng nghe. Thạch Vương có lệnh, các vị trưởng làng nhanh chóng tới phủ Càn Châu. Có việc cần thảo luận. Ai vẫn còn chủ ý gì xin hãy nói. Thạch Vương tốt nhất nên rút khỏi Càn Châu. Đây là nơi đổi máu lấy được. Các người đều câm sao? Càn Long dùng 100.000 quân binh chia thành ba ngã tấn công chúng ta. Phượng Hoàng cũng đang ở thế phòng thủ. Tôi nghĩ lập tức quay lại làng Tô Ma. Là Lan Di Tô Ma của ngươi không có can đảm. Không sai, làng Tô Ma là của tôi. Nhưng tôi không muốn vì một Càn Châu không bảo vệ được, đánh mất nơi đó. Thực tế phá hủy làng Tô Ma. Đừng nói Phượng Hoàng, Càn Châu cũng sẽ mất. Thạch Vương để Thiên Bán Tiên quay lại cũng được. Phượng Hoàng là cửa ngõ. Hắn tuyệt đối không nỡ. Đã vì không nỡ điều này, tại sao không đồng ý bảo vệ? Thiên Bang huynh đệ, Phượng Hoàng các người có sông Ô Sào là rào cản tự nhiên. Người có thể ở bờ bên xây thành đá. Đừng chỉ bảo vệ làng Tô Ma. Thạch Vương, để anh ấy đi. Các người tôn ta làm vương, tại sao lại không nghe lệnh? Thành Càn Châu thật sự không được nữa rồi. Thạch Vương bớt giận. Ngươi đến xem Càn Châu phủ chúng ta rộng lớn thế nào. Rồi nhìn xem núi Ngũ Linh lớn đến mức nào.
Phúc Khang An 100.000 quân lính đều tập kết ở Càng Châu. Trong thành này đừng nói là người, đến con kiến cũng không thể sống sót. Nhưng nếu để 100.000 quân lính từ núi Ngũ Linh hướng về ngàn núi rừng rậm bên trong, hắn cũng không đủ để cho kiến ăn. Điều này có nghĩa là dù hắn có ngàn binh, ta có ngàn núi, nuốt trọn được ngàn binh của hắn, giang sơn này là dùng máu đổi lại, không phải giữ được rồi sao? Thạch Vương, chúng ta không thể mãi trốn trong núi, thì không còn là hiệp sĩ nữa. Thà chết cũng phải bảo vệ thành Càn Châu. Mọi người không thể chết vô ích, máu không thể chảy vô ích. Thạch Vương, vâng Thạch Vương. Thạch Vương, anh Bác Nguyệt nói có lý. Thành Càn Châu đang gặp nguy hiểm, đừng chỉ dựa vào máu và lòng dũng cảm. Ngu ngốc, ta đã chiếm được Càn Châu nhờ máu và lòng dũng cảm. Ta muốn xứng đáng với những người anh em đã chết. Chiếm được thì ta phải giữ được. Không nghe lệnh muốn làm gì, tùy ý. Ai còn cố gắng thuyết phục ta? Thạch Vương làng ác bảo vì Càn Châu làm bình phong. Long Đặng lập tức trở lại, cũng coi như giúp Thạch Vương bảo vệ thành cáo từ. Ngươi tại sao còn không đi? Ngươi! Ta đã quyết tâm, hãy để Đình Lễ và Đình Ngọc giúp người bảo vệ. Ta không thiếu người. Tuân lệnh, mở cốc bố trận thủ thành. Khởi bẩm đại vương, Miêu binh đã triển khai quân thủ thành. Cha con đã lại hâm nóng người, nhanh ăn. Hãy nhanh đi nói với đại ca, nhị ca, mang theo người, nhanh chóng giúp đỡ chú Tam Bảo. Càng nhanh càng tốt. Không. Con tại sao không đi? Không phải nói không thiếu người sao? Nói bậy. Trái tim chú Tam Bảo vẫn thuộc về người Miêu chúng ta. Con hiểu không? Nhanh đi. Con hiểu rồi cha. Bố ăn cơm trước và con sẽ đi. Đừng lo cho ta, con nhanh đi. Cha, cha đừng không ăn mà đã rời đi. Sao? Những ngày này cha gầy nhiều, con rất lo lắng. Con đã đợi cha cả ngày chỉ để cha ăn cơm. Được rồi, ta sẽ ăn cơm rồi đi. Thơm quá, hôm nay phải ăn thật nhiều. Nhanh. Bắn pháo. Đằng kia đánh vào phía trước. Đánh xạ thủ đó.
Nhanh lên nhanh. Dừng lại. Thạch Vương, hãy thả tôi ra. Thạch Vương, hãy thả tôi ra. Thả ra, thả ra. Thạch Vương, tôi không đi, hãy để tôi chết ở đây. Ông trời à, người không công bằng. Thạch Vương, Thạch Vương, nhanh đi thôi. Vào thành. Nhanh xem, nhanh xem. Bác Nguyệt bọn họ tới rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Thạch Vương đâu? Tôi đến đón anh ấy tới Bình Long. Đại ca Bác Nguyệt, Thạch Vương có lệnh. Từ hôm nay, người là Miêu Vương. Người nói vớ vẩn. Bác Nguyệt đại ca, người xem Thạch Vương đã dùng lệnh thắng hỏa. Mời chú Long Đặng và mọi người đến đây. Đây là lệnh thán hỏa cho tôi. Điều này không được. Một lần thành bại sao có thể đánh giá một anh hùng. Chú Bác Nguyệt Thạch Vương có lệnh, người hãy nhận gươm. Không, không. Không được. Tôi không thể nhận gươm. Chú Long Đặng, chú là người lớn tuổi nhất. Chú hãy nói một câu. Bác Nguyệt hiện tại không có người lãnh đạo. Nhận gươm là cho mọi người thể diện. Cũng là để giữ thể diện cho Tam Bác Nguyệt đại ca. Thành thật mà nói, lúc trước tôi có ý định tự xưng vương, nhưng qua trận chiến ở Càn Châu, tôi hiểu ra Miêu tộc chúng ta không thể thiếu người. Bác Nguyệt đại ca, anh đừng làm khó mọi người nữa. Cái này tôi, thành Càn Châu là Thạch Vương lãnh đạo chúng ta chiếm được. Dù bây giờ đã mất, nhưng chúng ta cần đồng tâm, một khó khăn cùng nhau vượt qua. Lúc này không thể đổi ngai vương. Vẫn là câu nói cũ, vì Miêu tộc chúng ta, nếu thắng sẽ đưa anh ấy lên ngai vàng, nếu bại cùng anh ấy lên đoạn đầu đài. Ai còn nói chuyện đổi vua, thanh gươm này sẽ không tha. Bác Nguyệt đại ca, vậy anh hãy giết tôi trước đi. Thạch Vương, đây không có Thạch Vương, chỉ có Ngô Vương. Tam Bảo huynh đệ, anh là đang châm lửa đốt tôi. Anh không xưng vương, là đang ép tôi phải chết. Thạch Vương, Thạch Vương, đừng tới đây, ai đến đây tôi sẽ chết. Tôi... Thần tiên trên trời, ông trời ơi, Thạch Vương, người không thể như vậy. Tôi Thạch Tam Bảo chưa bao giờ hiểu hối hận là gì, nhưng lần này tôi hiểu rồi. Ông trời hãy ban cho tôi cái chết. Đợi chút Tam Bảo huynh đệ. Thạch Vương, Bác Nguyệt tôi thắng rồi. Thần tiên trên trời, tôi Ngô Bác Nguyệt và Thanh Kiếm là một. Phúc Trung Đường tới. Trung Đường đại nhân đến. Trung Đường đại nhân đến. Thỉnh an Trung Đường đại nhân. Hai vị đại nhân mời. Đại nhân mời. Lần này Càn Châu đại thắng, nhờ vào hai vị giúp sức. Không dám, không dám. Nô tài tới trễ, nhưng ta trên đường tới đây đã bắt được mấy nữ thổ phỉ người Miêu. Trong đó có trưởng thôn Lương Mộc Thập Ngũ, em gái Long Đại Quý Long Tiểu Liễu. Cô ấy không những ca múa giỏi,
còn khá xinh đẹp. Lão đệ anh thật may mắn. Hà đại nhân hiểu lầm rồi, tôi là mang tới cho Trung Đường đại nhân. Mang nữ cướp Miêu lên. Đi. Đúng là có sức quyến rũ. Đại nhân mời thưởng thức. Dâng nhạc cho đại nhân. Ngươi không nghe lệnh. Người đâu hãy giúp họ thay y phục, phục vụ múa hát. Ai không vâng lời, trọng phạt. Mang xuống, mang xuống. Đại nhân yên tâm, tôi sẽ thuyết phục cô ấy. Hà đại nhân người xem, đây là một món quà lớn. Nhưng tôi cũng có một phần quà cho Trung Đường đại nhân. Không biết người có tiếp nhận. Hà đại nhân có lòng tốt, không có lý do để không chấp nhận. Gần đây Miêu tộc đã đổi Minh Vương, tên Ngô Bác Nguyệt. Đây là tôi đã thăm dò được. Quan có ngàn vạn binh, ta có ngàn vạn núi, họ đến ta đi, họ đi ta đến. Có chút thú vị. Trung Đường đại nhân, Ngô Bác Nguyệt là người có lý tưởng cao cả. Tối nay không xem hát sao? Đại nhân hiếm khi có một cô gái miêu ca hát. Trung Đường đại nhân, công vụ vẫn chưa hoàn thành. Hà đại nhân mời. Không biết thú vui, ngươi biết thú vui không? Tội của ngươi, ta vẫn chưa hỏi. Nếu như biết thú vui, hãy lập công chuộc tội. Bẩm đại nhân, tất cả đã chuẩn bị xong, được nhanh vào đi. Trung Đường đại nhân mời thưởng nhạc. Nhanh thỉnh an Trung Đường đại nhân, đợi cô nương. Mang theo người của cô quay lại. Nói với Long đại quý, ta xem hắn là hảo hán, nên sẽ không đánh làng lương Mộc Thập Ngũ. Nhưng nói với hắn cũng không được giúp đỡ Ngô Bác Nguyệt. Được rồi, mang theo người quay về đi. Đi đi. Giả làm người của Ngô Bác Nguyệt. Dừng lại. Các người định làm gì? Chúng ta phụng lệnh của Ngô Vương tới giết sao sao sao. Ngươi nói láo, ai là sao sao sao? Chính là ngươi. Đi đi đi, nhanh đi. Ngô Bác Nguyệt. Một. Hai. Ngô Vương. Ngô Vương. Lương thực của mọi đã bị trưởng làng Khách Gia Lưu Thành Long cướp rồi. Đình Lễ cũng bị thương. Có chuyện này. Bình Long và Là Mộc luôn không mâu thuẫn với nhau. Sợ rằng là do mùa màng mọi người đều thiếu lương thực. Vậy Đình Lễ đâu? Hắn không quay lại. Chỉ phái một người tới báo tin. Chuẩn bị ngựa. Đình Nghị đã đưa người đi rồi. Đi. Dừng tay. Đình Nghị, Đình Nghị. Ngươi đang định làm gì? Định làm gì giết mấy tên khách gia trước? Đúng, giết bọn khách gia trước. Giết tất cả bọn. Làm loạn phụ thân đã nói. Phụ thân đã nói ai ức hiếp người Miêu chúng ta thì sẽ chiến đấu với họ. Đình Nghị, đừng lo cho ta. Đình Nghị không thể làm như vậy. Đình Nghị không được. Đình Nghị, hãy lùi lại. Phụ thân, ta không phải phụ thân của ngươi. Ta là Miêu Vương. Phụ thân, Hà Nhi con, từ nhỏ đã nói với con, huynh đệ đánh nhau với láng giềng phải hỏi lý do trước. Con quên rồi.
Ngô Vương quá nguy hiểm. Trưởng làng Lưu mời, tôi Lưu Thành Long có lễ rồi. Người Hán có câu, bán họ hàng xa mua láng giềng gần. Tôi và anh nên sống hòa thuận. Tôi nếu như không mang theo kiếm, anh cũng hòa bình với tôi sao? Còn một câu nói nổi tiếng, quân tử kết giao, chỉ có tìm tin. Anh và tôi cần kiếm để làm gì? Được. Anh đã nói tới tín nghĩa, người của con trai anh đã làm hỏng mùa màng của ta. Có nên bồi thường không? Lỗi của con là tại cha. Hơn nữa, tôi là Miêu Vương. Tôi tạ lỗi với trưởng làng Lưu. Đình Lễ, hãy đến đây. Phá hỏng mùa màng của trưởng làng Lưu là sao? Là do các bao đựng lương thực không được buộc chặt, không cố ý. Thông thường ta dặn con phải kỷ luật, nhưng con phạt đánh 30 roi. Phụ thân anh trai không cố ý. Hơn nữa anh lại bị thương, anh ấy không cố ý. Vậy còn con, không hỏi rõ trắng đen, mang người gây rắc rối. Nếu như không phải trưởng làng Lưu xem con tuổi trẻ vô tri, sớm đã dạy con một bài học rồi. Anh trai con bị thương, con đến thay nó. Phụ thân, đi nhanh. Ngô Vương, đây là gì? Hãy đánh cho tôi. Tôi. Hãy đến đây. Hãy đánh mạnh. Nào manh tay đi. Phụ thân, đánh tôi đi. Anh Đình Lễ, anh bị thương như vậy rồi, sao rồi lẽ nào muốn ta động tay? Phụ thân, phụ thân. Ngô Vương, đừng đánh nữa. Ta cầu xin người. Đình Nghị, tôi Lưu Thành Long phục rồi. Lương thực tôi sẽ trả lại đầy đủ. Trưởng làng Lưu, năm ngoái gặp hạn hán, mọi người đều thiếu lương thực. Chỗ lương thực này anh hãy giữ lại. Chỉ là quân Thanh một khi tiến vào núi, phá hủy làng Miêu chúng tôi không nói, sợ rằng ngay cả làng Hán cua người cũng sẽ bị xáo trộn. Hy vọng trưởng làng Lưu giúp chúng tôi tạo thành một tuyến phòng thủ. Tôi Lưu Thành Long đến đây để làm khách gia, cũng là bị quan binh ép buộc. Từ giờ sẽ nghe mệnh lệnh của Ngô Vương. Huynh đệ tốt. Việc của trưởng làng Lưu nhắc nên đi các làng khác xem. Một nơi không đến sẽ mất mọi thứ. Đúng, nhìn ở đây. Tối nay sẽ tới làng La Mộc. Được. Người xem vừa sưng vừa đau. Thuốc này rất hữu dụng. Thoa nó lên. Đình Nghị, đừng giận ta. Hãy chịu đựng. Đừng khóc. Sắp tới làng La Mộc rồi, đã báo với anh Long Đại Quý rồi. Tại sao không tới tiếp ứng? Đình Ngọc không được đánh trả, nhanh chạy. Đuổi theo.
mấy người đi hướng kia, còn lại đi theo ta nhanh. Ở đây nhanh lên. Đa tạ ơn cứu mạng. Đại ca Bác Nguyệt, còn nhớ tôi không? Người là Văn Anh, cuối cùng cũng tìm được người. Nhanh, đây không phải nơi để nói chuyện. Không ngờ là chị gái lại đi nhanh như vậy. Cô sống tốt không? Đứa trẻ vẫn chưa đầy một tuổi. Chồng của tôi đã bị triều đình bắt và giết. Đứa trẻ đâu? Cũng không biết. Liệu có còn sống? Đợi đến khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ giúp cô đi tìm. Không quan tâm tới những điều này nữa. Tôi biết các người đang gặp rắc rối. Tôi vội vàng tới đây. Nghĩ ra một cách, tôi hóa trang thành người Hán, lẻn vào căn cứ của Phúc Khang An đánh cắp được thứ này. Hãy xem nó có hữu ích không. Sơ đồ bố trí trận, Văn Anh cô đã giúp đỡ rất nhiều. Vậy xin Ngô Vương hãy ra mệnh lệnh. Sao thế? Cô cũng gọi Ngô Vương? Đúng. Tại sao? Chỉ có người mới gánh vác được trọng trách này. Thiết lập đội hình nhanh chóng, đây là lý do cô quay lại. Con cười gì? Còn nói con, ăn nửa ngày rồi mà còn không gấp được, luôn ăn cơm trắng. Thật là thậm chí căn cơm trắng còn không biết. Con nói gì? Nói cha ăn cơm trắng. Ăn cơm trắng có rồi. Ta để ngươi rỗng khẩu, cơm trắng cũng không thể ăn. Cha cha nói gì thế? Gia Cát Khổng Minh dùng chiến lược thành trống để quan địch rút lui. Ta sao không thể dùng chiến thuật trống núi, nuốt chửng Phúc Khang An sao? Chiến lược núi trống. Đúng, chiến lược núi trống. Chúng ta phải bảo vệ Yến Tử Lãnh. Thạch Tam Bảo người cùng chú Long Đặng hành quân từ hai phía. Văn Anh và Thạch Liễu Đặng, hai người hãy ẩn nấp ở đây. Đưa quân Thanh vào trong thung lũng. Đình Nghị con lại đây. Ngô Vương quân Thanh từ Càn Châu đã hướng tới núi Thiên Tinh của chúng ta. Ngô Vương hãy xuống lệnh. Được. Lập tức tấn công. Hãy ghi nhớ có hàng ngàn quan binh. Ta có ngàn ngon núi. Họ đến ta đi. Họ đi ta đến. Lần này, Phụ Vương giao cho người và anh Đình Nghị rất quan trọng. Hãy cẩn thận. Ta biết. Chết là chuyện nhỏ, không thể bỏ lỡ mọi việc. Người còn đi tìm người trong đoàn kịch không? Ta không đi nữa. Thật không? Ta đến nhà cô để cầu hôn. Theo ta, cô sẽ không hối hận chứ?
Đinh Nghị. Dù khó khăn nguy hiểm, cũng cần hoàn thành nhiệm vụ. Ta biết. Ta đợi anh quay lại. Nhanh ném. Nhanh lên. Nhanh ném bánh nếp. Địa hình ở làng này rất nguy hiểm. Các người có chắc chắn Ngô Bắc Nguyệt đang ở đây? Nô tài đã điều tra kỹ càng. Vô số dấu chân từ làng Hoàng Hoa và làng Áp Bảo tới. Trên đường rất nhiều vỏ bánh nếp rơi. Có thể thấy người Miêu tập hợp một lượng lớn ở đây. Trung đường đại nhân Minh Giám, mặc dù vào làng này không dễ, nhưng cũng khó thoát ra. Nghĩ đây là ý trời đã giúp chúng ta. Đại nhân, nếu không có trọng binh, hãy dùng tiếng trống để khởi binh. Ta cũng phải đề phòng. Hoa tướng quân ra lệnh cho ngươi dẫn quân lính tấn công tiền tuyến. Nhanh chóng tiến quân. Đánh trống, đánh trống. Báo cáo đại nhân, phía trước không có đường. Kỵ binh không vào được, theo ta vào trong tìm kiếm. Kỵ binh ở đây đợi lệnh. Trúng bẫy rồi. Bắn pháo. Nhanh bắn pháo. Nhanh. Trúc. Trúc trúng bẫy rồi. Hãy rút lui. Quả nhiên trúng bẫy rồi. Phúc Nguyên Soái. Thạch Tam Bảo dẫn quan tấn công bên phải ta. Tấn công quá mạnh mẽ. Thường Sơn tướng quân đang yêu cầu tiếp viện. Trương Chính Minh đi ra lệnh Thường Sơn tướng quân. Hãy giữ trong 2 giờ. Sau đó vừa chiến đấu vừa rút quân. Nhanh đưa trung đường đại nhân rút lui. Nơi này cách doanh trại ít nhất 2 dặm, thật sự nguy hiểm. Ngươi mặc dù là người của quân đội mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra sao? Nếu ta đi trước, toàn bộ quân lính sẽ hỗn loạn. Đại nhân, đại nhân, quân của Ngô Long Đặng quá mạnh. Tướng quân Lý Minh An đã trúng đạn chết. Các người muốn ăn thịt ta sao?
Nhất Sơn lệnh cho ngươi chỉ huy cánh trái, cũng phải giữ trong 2 giờ. Truyền lệnh chuẩn bị tấn công, đợi tướng quân cùng hắn quyết chiến. Đại nhân ý người là gì? Đồ ngốc ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Người nếu sử dụng đòn tấn công từ hai phía, chắc chắn sẽ có tấn công trực diện. Nếu như quân ta rút lui, là đang giơ mông lên để đòi đánh đòn. Không, ta sẽ tiến lên và chiến đấu cùng hắn. Nuốt trọn Ngô Bác Nguyệt. Trung đường đại nhân, trung đường đại nhân. Đánh mạnh. Chỉ huy pháo binh, nhanh nổ pháo, nhanh nổ pháo. Buộc Phúc Khang An đến núi phía bắc. Nổ pháo. Tại sao không nổ pháo? Tại sao không nổ pháo? Đại nhân, bên trong pháo chứa đấy máu lợn, không thể bắn pháo. Đại nhân, phía trước không con đường, kỵ binh không thể tiến vào. Cái gì? Ra lệnh cho tất cả xuống ngựa, cùng ta tiến về phía trước. Lên. Chú Bác Nguyệt. Chạy hướng nào? Chạy hướng nào? Không chạy được nữa rồi. Ngươi không chạy được nữa rồi. Ông trời ơi, không thể nhìn thấy gì. Nhanh bắn cung. Không nhìn thấy gì cả. Nhanh bắn cung. Cay vào mắt ta rồi. Nhanh chạy, người muốn chạy đi đâu? Nhanh chạy. Ngươi không chạy được nữa rồi. Ngươi vẫn muốn chạy. Nhanh chạy. Không được, nhanh chạy. Nhanh chạy bên nào có đường. Nhanh chạy. Nhanh nhanh chạy, nhanh chạy. Chuyện gì đang xảy ra? Đợi đã lấy cung đến. Trung đường đại nhân, mau tiến lên. Đại nhân, đại nhân, chúng ta đi thôi. Đây, đây, đây. Nhanh chạy, nhanh chạy, nhanh. Tấm công. Nhanh đuổi theo, nhanh đuổi theo. Nhanh đuổi theo. Các ngươi nhanh chạy, nhanh chạy. Đến đi. Đinh Nghị. Trung đường đại, đại nhân, đại nhân. Đại nhân, đại nhân. Đây là đâu? Núi Bắc Nhan. Để ta xem.
Quả nhiên Bắc Nhan. Quả nhiên Bắc Nhan. Đại nhân, đại nhân. Nương. Nương. Là nương đến đón ta sao? Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Hoàng thượng thần làm ô nhục thánh mệnh, không thể tiếp tục phục vụ hoàng thượng. Đại nhân, đại nhân, mau tiến lên. Đại nhân, đại nhân, chúng ta nhanh sơ tán. Đại nhân, nhanh đi. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca. Đại ca, đại ca, anh không thể chết. Đại ca. Ta đi tìm mẹ. Hãy chăm sóc với phụ thân. Đại ca. Đại ca. Đại ca, đại ca. Đại ca. Đại ca. Đình Ngọc đâu? Ngọc Đình ở đâu? Đứa trẻ đã dũng cảm hy sinh. Anh hai. Anh hai. Anh ấy. Thần tiên à. Người Miêu gia cần phải sống. Phải sống. Bát Nguyệt. Bát Nguyệt, Hà Lâm từ Càn Châu huy động thêm quân đội tới rồi. Hãy để họ đến. Ta cần họ đến ta đi. Nghe lệnh. Lập tức tiến vào Càn Châu. Bát Nguyệt, mang theo đứa trẻ tới Càn Châu. Bọn chúng ở Hoàng Tuyền cũng sẽ vui vẻ. Bại rồi, đại bại. Thần nguyện tiếp tục chiến đấu, vi thần có kế sách. Nói, theo điều tra, người Miêu làm giàu từ cây cỏ trên núi. Thần nghĩ, lấy người Miêu giết người Miêu. Được, ngày mai hãy tiến về Càn Châu. Phúc Khang An hắn thần có tội. Thần đã mạo hiểm mạng sống để cứu. Phúc Trung Đường. Miêu Dân Thiện Hậu lục điều. Hà Lâm chiêu này rất lợi hại. Hắn vừa phong quan vừa trả ruộng, làm lòng người rung động.
Long đại quý mẫu nương làng Thập Ngũ đã đầu hàng. Xem ra vẫn sẽ còn tiếp tục, Ngô Vương Mạch Khắc có thể bị giết. Nhưng rắc rối này cũng cần phải kết thúc. Đúng đúng vậy, vào thời nhà Tống, 108 anh hùng Lương Sơn cũng gây chấn động lớn. Nhưng sau đó bởi vì Chiêu An mà bị đánh bại. Bây giờ chúng ta vẫn còn dựa vào núi Võ Lăng, hắn đến ta đi. Đối phó với hắn, theo tôi không thể đàm phán hòa bình. Thà chết, chết thì dễ. Nhưng hàng vạn người Miêu có sẵn sàng chết không? Ngô Vương Thạch Thượng Tiến dẫn theo Cao Đẩu đã đầu hàng rồi, cũng đã bán huy đệ thiên bang. Thời nhà Ngô làng Hà Tô Ma bị chiếm đóng bởi quan binh, xem ra thời điểm địa điểm và con người đều không có lợi cho chiến tranh. Ngô Vương, tôi khuyên anh hãy suy nghĩ kỹ lại, nhanh chóng tìm cách. Ta quay về, mất một con ngựa, làng Áp Bảo sẽ càng nguy hiểm. Chú Long Đặng, làng Áp Bảo nhất định đừng để mất. Một khi gặp nguy hiểm, đừng nói Càn Châu Hoàng Hoa Bình Long, toàn bộ Miêu gia đều bị phá hủy. Điều này ta biết rất rõ. Hãy bảo trọng. Cha con đi trước. Ta ổn. Muốn ngồi cùng anh. Các ngươi đang làm gì? Tôi là Ngô Lão Quan. Tôi là Ngô Lão Quan. Nhạc phụ đại nhân đám đông đã đi. Ngay cả thạch tam bảo của làng Hoàng Hoa cũng đã hoàn thành. Ngô Bách Nguyệt không rút khỏi thành Càn Châu. Anh ấy sẽ gặp nguy hiểm. Chú Long Đặng nhân lúc Càn Châu chưa thất thủ, trong tay chúng ta vẫn còn hơn 60 ngôi làng. Đàm phán với Hà Lâm, không gọi là đầu hàng, hãy coi đó làm đàm phán hòa bình, chúng ta cũng sẽ không mất mặt. Trong hai ngày qua rất nhiều người đã rời đi. Ai đã rời đi? Ngô Văn Cử rời đi rồi, còn mang theo 50 người. Vậy tại sao các người không đi, đi như vậy? Không phải là dân đến cho Hà Lâm, cần phải người đi trước. Chức quan ngũ phẩm cũng ổn định. Các người đều nghĩ về lục phẩm thất phẩm, đúng không? Nhạc phụ đại nhân, người không vì mình, trời chu đất diệt. Nhạc phụ, bây giờ người cần nghĩ cho bản thân. Người có ý gì? Không xong rồi, lão quan bị quan binh bắt đi rồi. Có chuyện gì? Nói là có người chỉ điểm. Nhạc phụ, người trong sạch không làm chuyện mờ là ta đã chỉ điểm, chỉ cần người chịu đầu hàng, con trai của người sẽ không sao. Thằng quỷ, đứa con hư, đánh chết con rể, sau này ai sẽ đốt tiền vàng cho chúng ta, không đánh chết tên độc ác này, làm sao có thể xứng đáng với các huynh đệ đã uống rượu huyết, không xứng đáng là Miêu gia. Chú nếu như không đàm phán, đại binh một khi tới làng Áp Bảo, hơn 60 ngôi làng này, đến chó gà cũng không yên ổn, chú Long Đặng. Nhạc phụ, con là tìm cách đàm phán hòa bình cho người. Nếu nói là bắt lão quan hại người, cũng không bằng ám sát người. Không bằng ta chết đi, để các người làm trái đạo lý. 500 hộ. Nhạc phụ, đây là sứ giả Hà Trung Đường, thống soái Vương Thiên Nghiêu Vương đại nhân. Chúc mừng Ngô đại nhân đã trở thành ngũ phẩm trong triều đình. Đây là thư viết tay của Hà Trung Đường và một chút quà. Mang những thứ này đi. Tôi Ngô Mỗ thề rằng không có ý định này, không có ý định này. Ngô đại nhân không cần tức giận. Tôi Vương Mộ dám vào làng, mang quà tới, là đã nhìn thấy đám đông rời đi. Ngô đại nhân hãy vì con người, cũng là vì để bảo vệ làng Áp Bảo.
Chú Long đặng muốn truy ngu vấn thiên. Truy nguy vấn thiên có gì cần hỏi sao? Đàm phán hòa bình là sao sao sao, còn hỏi gì? Nếu Ngô Long đặng là sao sao sao, tôi sẽ không tha cho hắn. Chú Bác Nguyệt, người không thể đi, điều này quá nguy hiểm. Chú Đặng Long chắc chắn có khó khăn, mới hỏi ý trời. Thân là vua Miêu, không thể không đi. Ngô Vương báo cáo, Ngô Lão Quan đã bị hạ lầm bắt đi. Chú Long Đặng có thể bị ép buộc phải đàm phán sao? Đình Ngọc lại đi thăm dò rồi. Không. Không đời nào. Những người lớn tuổi như chú Long Đặng, sao có thể là sao sao sao? Các người không được nghi ngờ gì. Bác Nguyệt, lúc đâu ta không nghe lời bạn. Mất Càn Châu. Bây giờ anh hãy nghe lời mọi người nói. Bây giờ qua nguy hiểm. Không thể đi, không thể đi. Tôi hiểu suy nghĩ của mọi người. Tôi đi để nói cho chú Long Đặng nhân lợi và hại. Chú ấy có khó khăn thế nào, cũng không nên quên những huynh đệ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa. Một khi làng Áp Bảo bị mất, mọi thứ sẽ mất theo. Cũng chỉ còn nước cờ này. Con trai tốt, đừng trách cha. Nói không chắc, ta cũng sẽ đi tìm các con. Ta còn nghĩ Thái Bình rồi. Chúng ta cùng nhau trải qua nhiều năm nữa. Xem ra đời này chúng ta không duyên phận. Đời kiếp sau, tôi quyết định lập tức quay lại Bình Long, ổn định lòng dân. Phải. Điều này rất quan trọng. Cô nhìn thấy Đình Anh, đừng nói với nó chuyện tôi đi làng Áp Bảo. Đứa trẻ này quá nặng lòng. Tôi lo lắng. Cha. Cha. Tình hình làng Áp Bảo không rõ. Cha không nên đi. Đình Anh. Cha của con suy nghĩ rất lâu. Chỉ có giữ được chú Long Đặng, khi đó chúng ta mới có thể xoay chuyển được tình thế. Nếu không, đến cả Bình Long cũng không thể quay lại. Nếu như không giữ được, cha sẽ không quay lại được. Chết thì đã sao? Chỉ cần còn một chút hy vọng cũng cần phải chiến đấu. Không thể có lỗi với tổ tiên, có lỗi với người Miêu và những huynh đệ đã hy sinh. Anh trai, phù hộ phụ thân. Tiễn Ngô Vương lên đường. Tiễn Ngô Vương lên đường. Anh Bác Nguyệt, tôi đi cùng anh. Không. Huynh đệ tốt. Ngô Vương, tôi biết ý chí của anh hùng sẽ không bao giờ thay đổi. Trái tim của Ngô Bác Nguyệt là của tất cả chúng ta. Hãy đến và uống đi. Bác Nguyệt, Bác Nguyệt, người phải quay lại à? Ông nội, ông nội.
người có thể quay lại đưa con đi đánh trận không? Ông nội, bỏ vào trong rượu, chuyện đã thành nhạc phụ sẽ không thể quay đầu được nữa. Còn lão Quang, đàm phán đã xong, lão Quang sẽ quay trở lại. Đừng lo lắng, tất cả đều đã nói rõ. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Ngô Vương vào làng. Ngô Vương vào làng rồi. Lên rượu. Vâng. Ngô Vương, anh Long Đặng, Ngô Vương mời, mời. Được rồi, đi theo tôi. Hôm nay mời Ngô Vương tới là muốn truy Ngô Vấn Thiên, hỏi Miêu gia chúng ta sẽ đi đâu về đâu. Chú Long Đặng, lúc chúng ta khởi nghĩa, không phải đã hỏi qua các vị thần sao? Miêu gia chúng ta đi đâu về đâu, thần tiên đã chỉ dẫn rồi. Bát Nguyệt trước khác nay khác. Mười dặm không cùng vật, vạn dặm không cùng thiên. Hãy hỏi trời một lần nữa. Hãy bắt đầu truy ngưu. Đi lối này, đi lối này. Chú Long Đặng, chỉ cần chúng ta hai làng còn giữ lại, Hà Lâm sẽ không có cách. Nhưng Bát Nguyệt người không thể địch được ý trời. Chú Long Đặng, có lẽ tôi xưng vương là phạm ý trời. Tôi muốn mời chú lên xưng vương. Khó rồi. Nói vậy chú có ý muốn đàm phán. Khó quyết D-I-I-N. Đó là lý do muốn mời người đến truy Ngô Vấn Thiên. Ngay cả khi cho người một chức quan, người cũng không sợ bị ô nhục thanh danh. Tôi sợ rằng đến cả đời sau cũng không còn. Chú Long Đặng, người Miêu chúng ta giống như chim trên trời, cá ở biển lớn, bắt không bao chu ô hết, là xem chúng ta có trở mình được hay không, có thể thành Phượng Hoàng hay không. Sống chết là chuyện nhỏ, danh tiết là chuyện lớn. Rồng phượng cá trùng chỉ là một suy nghĩ. Bác Nguyệt huynh đệ mời uống. Rót cho tôi nữa. Người vội gì? Tôi muốn kính Bác Nguyệt huynh đệ một chén. Rượu độc là ai làm? Đứng lại, đứng lại, con đến rồi. Lên, đến rồi.
ý trời. Đình Anh, Đình Anh, Đình Anh, con trai ngoan con sao rồi? Cha, con không chết. Không phải cha nói sẽ lấy vợ cho con sao? Con không lên đến à? À. Tháo dây. Ngô Bắc Nguyệt đại nhân, người là thông minh, chúng ta đàm phán. Người đừng ép ta giết người. Đi, đi bên kia. Đến. Đi. Bên kia. Nhanh lên. Ông nội. Sao nào? Có lẽ nào, người muốn nhìn bọn họ, từng người chết đi. Cung thủ chuẩn bị. Đừng khóc, đừng sợ. Đừng khóc, chúng ta không sợ. Đừng khóc, Bác Nguyệt. Chúng tôi không sợ chết. Chúng tôi không sợ chết. Mọi người, Bác Nguyệt sẽ ở bên mọi người. Chiến đấu, chiến đấu. Chiến đấu với họ. Giết, giết. Kiếp sau, mặt trời không bao giờ lặn nhanh đến đi. Hoàng đế Càn Long nổi tiếng về quân sự, nhưng vẫn không đàn áp được cuộc nổi dậy ở Hồ Nam. Cuộc đấu tranh của người Miêu tiếp tục nổi dậy, Càn Long đã băng hà. Thống soái Hà Lâm cũng chết trong quân đội. Cho đến năm Gia Khánh thứ 11, cuộc chiến kéo dài 20 năm mới kết thúc. Cuộc khởi nghĩa của người Miêu thất bại. Nhưng mặt trời vẫn luôn tồn tại. Ngọn lửa sẽ không bao giờ bị dập tắt. Vẫn luôn tồn tại trong lịch sử Trung Quốc. Người dân trên vùng đất này luôn anh dũng là tự tập. Một bản ca chống lại chiến tranh áp bức. Mẹ mẹ,
Mẹ mẹ,